Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 5 tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ 6 rồi. Và một lần nữa đó, Thuận này nói với các bạn là một tuần trôi qua quá nhanh các bạn, thực sự rất nhanh luôn. Và hôm nay là một ngày mà rất là sôi động trong thị trường chứng khoán cũng như là crypto các bạn. Nhìn riêng vào Bitcoin đó thì chúng ta thấy được là giá của Bitcoin ngày hôm nay cũng đã giảm xuống khoảng chừng là 2.6% các bạn. Hiện bây giờ giá của BTC đó là khoảng 56.582 đô, nghĩa là giảm một chút so với ngày hôm qua. Các bạn giảm 2,6%. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã thấy Bitcoin một lần nữa giảm xuống cái mức là dưới 56.000 đô một thời gian ngắn, xuống mức là 55.600 đô trước khi mà chúng ta trở về cái mức là 56.000 đô. Và chúng ta nhìn chung thì thị trường crypto ngày hôm nay thì giảm 3.3% vốn hóa các bạn. Vốn hóa bây giờ đã dưới 2,1 nghìn tỷ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường altcoins thì phần lớn là một màu đỏ hiện bây giờ. Thì lại chuyện gì xảy ra nữa các bạn? Thật ra cũng không có gì mới mẻ. Những cái thông tin chúng ta đã nói tới trong những ngày trước đó đó, chúng ta tiếp tục những cái thông tin mới hơn nhưng mà đã cũng đi cùng một xu hướng các bạn. Có nghĩa là chúng ta tiếp tục nhận được một số những cái chỉ số về kinh tế Hoa Kỳ không được tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy là ở trên màn hình thì chúng ta có chỉ số Dow Jones ngày hôm nay tiếp tục giảm xuống các bạn 0.54%, chỉ số S&P 500 đã giảm 0.3%, Nasdaq thì các bạn thấy là đã xuống nhiều gần đây rồi, bây giờ hồi phục trở lại là 0.25%. Nhưng mà pre-market như đau đồng tương lai đó thì lại đỏ nữa các bạn, Nasdaq đã giảm 0.47%. Chúng ta có chỉ số S&P Futures thì giảm 0.10% và Dow Futures thì không thay đổi nhiều. Nói chung đó là ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thấy chứng khoán Hoa Kỳ đỏ một chút nữa các bạn. Mặc dù là trong phiên giao dịch thì Nasdaq ít nhất cũng đã có một cái sự hồi phục nhẹ, nhưng mà pre-market hợp đồng tương lai thì đang đỏ hiện bây giờ. Còn về dầu đó thì chúng ta nhìn thấy ở mức là 69 đô 39 cent hiện tại. Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa về dầu. Hợp đồng của vàng đó thì hôm nay cũng không thay đổi nhiều các bạn, ở mức là 2.544 đô. Về Bitcoin thường vừa chia sẻ với các bạn rồi. Và nhìn chung đó thì crypto ngày hôm nay các bạn thấy là một màu đỏ. Ether ngày hôm nay đã xuống dưới 2.400 đô các bạn, hiện bây giờ là 2.391 đô. XRP đó thì mức là 54 cent hiện tại. Và chúng ta có một cái thông tin liên quan tới hợp đồng của dầu các bạn, và chúng ta cũng đã nói tới thông tin này ngày hôm qua rồi. Thì ngày hôm qua đó là những cái quốc gia trong cái nhóm OPEC Plus thì họ đang suy nghĩ đến việc là không có tăng lãi suất các bạn, tại vì họ đã cắt giảm lãi suất một thời gian dài rồi, khoảng chừng là hơn 2 năm. Gần đây họ muốn tăng lãi suất trở lại, nhưng mà sau đó chúng ta nhìn thấy là cái giá dầu đó lại giảm dưới 70 đô la. Thì hôm qua họ đã suy nghĩ đến là sẽ tiếp tục duy trì cái mức hiện tại và không tăng lãi suất. Và hôm nay đó, theo thông tin đọc được thì họ cũng đã có cái quyết định là sẽ trì hoãn cái việc là tăng lãi suất. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó cũng không khởi sắc các bạn, hiện bây giờ vẫn là dưới 70 đô hiện bây giờ, 69 đô 34 cent. Đây là cái mức coi như thấp trong vòng thời gian là 2 năm mấy qua các bạn. Chúng ta thấy giá của dầu đó thì đâu đó từ 70 đô tới 80 đô cho một thùng dầu một thời gian dài rồi, và hiếm khi chúng ta thấy nó giảm dưới 70 đô. Thì bây giờ là 69 đô 33 cent như thường vừa chia sẻ với các bạn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là hôm nay đó thì có những cái thông tin mà Thuận đã chia sẻ với các bạn, đó chính là liên quan đến dữ liệu việc làm từ ADP. Thì đây là công ty biên chế các bạn, vậy là đây là công ty mà họ xử lý những cái như là dịch vụ trả lương cho nhân viên đó, thì họ cũng có những cái thông tin, và chủ yếu là phi nông nghiệp các bạn, nghĩa là đây là những công ty họ không phải làm về ngành nông. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những công ty đã tuyển dụng tổng cộng là 99.000 lao động trong tháng trước. Con số này đó ít hơn 111.000 trong tháng 7 và thấp hơn dự báo là 140.000. Đây là mức tăng nhỏ nhất kể từ năm 2021. Đây là cái dữ liệu việc làm mới các bạn. Ngày mai đó mới là ngày quan trọng, nó sẽ có cái tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được trên màn hình á, thì các bạn đã thấy là cái ước tính á, thì lên tới 144.000 việc làm mới, nhưng mà chúng ta chỉ có 99.000 mà thôi. Đây là cái thông tin không tốt cho nền kinh tế các bạn. Thêm vào đó chúng ta nhìn thấy được là những cái ngành nào mà giảm cái số lượng việc làm các bạn. Cho nên chúng ta có ngành sản xuất giảm 8.000 việc làm. Chúng ta có cái ngành liên quan tới dịch vụ các bạn, dịch vụ thông tin giảm 4.000 việc làm. Chúng ta có cái ngành liên quan tới dịch vụ chuyên nghiệp, giống như chúng ta nói tới là luật sư hay là kế toán đó thì giảm 16.000. Và những cái thương nghiệp nhỏ thì giảm 9.000 tổng cộng các bạn. Và Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ thêm một số những chỉ số kinh tế khác với các bạn, rồi chúng ta sẽ nói tổng quát tình hình như thế nào. Các bạn nhìn thấy được là chúng ta cũng có chỉ số xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Hoa Kỳ ở mức là 227.000, ước tính là 231 và trước đó là 232. Đây có thể là cái thông tin mà nó lạc quan hơn mà chúng ta nhận được trong vòng 2 tuần qua. Và chúng ta có chỉ số ISM các bạn, đây là cái chỉ số ISM liên quan đến dịch vụ tháng 8 của Hoa Kỳ. Đây là cái chỉ số đo lường các hoạt động mua sắm của các công ty phi sản xuất, đã tăng lên 51.5 các bạn, ước tính là 51.3 và trước đó là 51.4. Thì chúng ta được là đây là con số coi như cũng không có tệ, cũng không có tốt các bạn. Nói chung thì chúng ta cũng ở cái mức như là ước tính các bạn và tương đương với lại cái tháng vừa rồi. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta lại có một cái thống kê các bạn, đây là một cái khảo sát dựa trên Challenger Great Christmas. Thì kết quả khảo sát của họ cho thấy là cái số lượng sa thải ở Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong tháng 8 các bạn, đạt mức cao nhất trong tháng này trong 15 năm qua, trong khi mà số lượng tuyển dụng từ đầu năm đến nay đạt mức thấp nhất trong vòng 19 năm qua. Và báo cáo cho thấy là sự gia tăng lớn nhất về kế hoạch sa thải là đến từ lĩnh vực công nghệ, với những công ty thông báo cắt giảm là 42.000 vị trí, con số cao nhất trong vòng 20 tháng qua. Ngày hôm nay đó, chúng ta nhận được những cái chỉ số chính thức từ chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là những cái chỉ số đến từ công ty tư nhân, như là các bạn vừa thấy Thuận chia sẻ về Challenger Great Christmas, về cái số lượng nhân viên bị sa thải trong tháng 8 này. Nhưng mà cái mà Thuận muốn cho các bạn thấy là cho dù các bạn nhìn vào chỉ số của chính phủ Hoa Kỳ hay là của một công ty tư nhân đó, thì các bạn cũng thấy nó cho chúng ta có một cách nhìn về tình hình kinh tế bây giờ nó không có được lạc quan lắm các bạn. Đương nhiên vẫn tăng trưởng nhưng mà rất là chậm, và chúng ta cũng có thể thấy được là ngày mai mới là cái thông tin mà nhiều người quan tâm nhất trong tuần này, đó chính là cái phần trăm thất nghiệp chính thức của Hoa Kỳ là bao nhiêu. Và chúng ta thấy được là cái tháng vừa rồi đó là 4.3%, tháng này đó thì ước tính là 4.2%, có nghĩa là sẽ đỡ hơn tháng vừa rồi các bạn. Ngày mai nếu như mà chúng ta có cái phần trăm thất nghiệp mà hơn 4.3 đó thì thị trường lại đỏ nữa các bạn, và gần đây chúng ta có một cái sự tương quan giữa Bitcoin và chỉ số Nasdaq, chứng khoán của Hoa Kỳ. Tại vì các bạn thấy đây là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó. Hồi nãy giờ đó Thuận chia sẻ với các bạn có thể là có nhiều những cái chỉ số kinh tế mà chúng ta nghe rất là lạ luôn, tại vì trước đây Thuận không có chia sẻ. Trước đây đó chúng ta ít quan tâm nhiều đến những cái chỉ số liên quan tới khảo sát về sản xuất của Hoa Kỳ như thế nào. Bây giờ đó thì mọi người rất là nhạy cảm các bạn, có thể nói là những ai mà lo lắng đó thì họ đã bán rồi, những ai mà tiếp tục thu mua cho dù có suy thoái hay không thì họ vẫn tiếp tục đi xe các bạn, giống như là những cái quỹ lương hưu hay là những người mà họ đi làm, họ đầu tư vào 401k, họ tiếp tục trung bình giá mà thôi. Nhưng mà những người mà họ chưa có chắc, giống như là họ đang chính giữa, có thể là họ lo sợ một chút nhưng mà họ không hoàn toàn lo lắng đó, thì những cái chỉ số liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ có thể dẫn đến họ ra quyết định. Cho nên các bạn thấy được là những cái chỉ số này bây giờ rất là nhạy cảm. Mọi người đang nhìn vào từng chỉ số một các bạn. Mặc dù đó cũng không phải là điều tốt đâu, tại vì những chỉ số này chỉ phản ảnh được một cái góc nhìn của nền kinh tế mà thôi các bạn, và nó chỉ phản ảnh được cái dữ liệu cho một khoảng thời gian nhất định nào mà thôi. Cho nên dựa vào một chỉ số nào đó để mà ra quyết định bán hay là mua đó thì cũng không phải là điều tốt đâu. Nhưng mà bây giờ mọi người rất là nhạy cảm. Thì cái tình hình này có thể kéo dài tới bao giờ? Tôi nghĩ là chỉ có hai cách để mà kết thúc mà thôi. Thứ nhất đó chính là chúng ta nhận được một loạt những chỉ số kinh tế tốt, nhất là sau khi mà Fed bắt đầu hạ lãi suất các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay đó, chủ tịch khu vực Fed ở San Francisco, đó chính là Mary Daly, thì bà cho biết là cần phải cắt giảm lãi suất để mà giữ cho thị trường lao động khỏe mạnh. Các bạn đã nhớ là các quan chức của Fed cách đây 2 tháng vẫn còn nói là Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Bây giờ đó họ bắt đầu lo lắng rồi các bạn. Như là chúng ta cũng đã nói tới trước đây, khi mà tăng lãi suất thì có thể thấy là cái phần trăm thất nghiệp nó không thay đổi ở mức thấp. Các bạn đã nhớ là 3.3% hay gì đó một thời gian dài luôn, 3.3, 3.5, 3.6 rồi xuống còn 3.5 một thời gian dài luôn các bạn, gần như 2 năm qua. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết lý do tại sao rồi, tại vì chúng ta có rất là nhiều những cái công việc nó tồn đọng sau khi mà có dịch bệnh. Sau khi có dịch bệnh thì cái nhu cầu tăng lên các bạn, tại vì trong thời gian dịch bệnh người ta không có đi du lịch, người ta không có đi ra ngoài mua sắm, cho nên khi mà mở cửa trở lại đó thì có một cái lượng cầu rất là lớn xuất hiện ở trên nền kinh tế các bạn. Và chúng ta cũng thấy là có rất nhiều người họ tiết kiệm tiền trong thời đại dịch, tại vì lúc đó họ không có chi tiêu được nhiều. Thì trong khoảng thời gian đó, 1-2 năm đó, chúng ta thấy được là thị trường kinh tế đó rất là tốt luôn, tại vì có rất là nhiều cái nguồn cầu tuyển dụng khắp nơi luôn, và có nhiều việc làm tuyển dụng hơn là cái số lượng người đi kiếm việc. Và Thuận đã từng chia sẻ với các bạn đó, tình hình này nó sẽ kéo dài cho đến một ngày nào đó hai cái đó nó cân bằng trở lại các bạn. Cái số lượng việc làm mà người đi kiếm việc đó bắt đầu cân bằng trở lại, và khi ngày đó đến chúng ta sẽ thấy là phần trăm thất nghiệp sẽ tăng rất là nhanh. Và các bạn thấy là từ 3.3 lên 4.3 là trong vòng chỉ có vài tháng mà thôi, đi rất là lẹ luôn. Thì nếu như mà Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này, và bây giờ các bạn nhìn thấy là hầu như ai cũng nói là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này. Hợp đồng trên CME đó là 100% nghiêng về là sẽ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp ngày 18 tháng 9. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy là đối đầu với những cái chỉ số kinh tế không được tốt đó, thì cái phần trăm mà Fed giảm lãi suất là 0.5 tăng lên tới 41% và 59% là nghiêng về Fed cắt giảm là 0.25. Ngày mai đó cái chỉ số này lại sẽ thay đổi nữa các bạn, tùy theo tình hình của thất nghiệp Hoa Kỳ như thế nào. Thì có phải khi mà Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất như là mọi người mong đợi vào tháng 9 này, ngày 18 tháng 9 đó, thì có phải lúc đó tình hình nó sẽ đỡ hơn hay không? Thì cũng không hẳn đâu các bạn. Chúng ta thấy được là có những cái nhận định như là nhận định này đến từ Arthur Hayes. Thì Arthur Hayes nói là khi mà Fed cắt giảm lãi suất đó, thì cần thời gian để mà thấm vào trong thị trường. Chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều rồi các bạn. Khi mà tăng lãi suất đó thì cũng tốn một thời gian dài mới thấm vào nền kinh tế, và cắt giảm lãi suất thì cũng như vậy. Và thêm vào đó nữa, chúng ta thấy đã có một cái số lượng tiền lớn đang nằm ở trong công trái phiếu ở Hoa Kỳ. Tại vì các bạn thấy lãi suất cao dẫn đến nhiều người họ lưu trữ công trái phiếu. Nhưng mà khi mà lãi suất giảm xuống đó, thì cái số tiền đó có thể được đẩy vào trong những cái tài sản, khiến cho tài sản tăng giá lên. Nhưng mà trước hết á, thì những số tiền đó sẽ đẩy vào trong thị trường reverse repo các bạn. Có hiểu đơn giản đây là cái thị trường cho vay thế chấp ngắn hạn. Giống như là các bạn có một cái tài sản nào đó, giống như là chứng khoán đi, thì các bạn có thể là bán cho Thuận. Không hẳn là thế chấp các bạn sẽ bán cho Thuận. Giả sử như các bạn bán với cái mức giá là 100.000 đô và các bạn dùng số tiền đó để mà xoay sở trong thời gian ngắn hạn, với cái hứa hẹn là các bạn sẽ mua lại từ Thuận cái tài sản đó với cái mức giá là giả sử như 120.000 đô trong thời gian tới, trong thời gian ngắn hạn mà thôi các bạn. Thì cái thị trường đó nó vẫn có lãi suất cao hiện bây giờ. Các bạn thấy là dựa theo Arthur Hayes thì cái thị trường reverse repos đang có lãi suất là khoảng 5.3%, trong khi mà công trái phiếu Hoa Kỳ lãi suất là 4.38% mà thôi. Thì trước hết tiền nó phải đẩy vào trong thị trường reverse repo trước. Cái lãi suất trong thị trường reverse repos thì nó cũng sẽ giảm mà thôi các bạn. Và sau đó tiền nó mới đẩy vào những tài sản khác, như là chúng ta nói tới chứng khoán, chúng ta nói tới bất động sản, chúng ta nói tới crypto. Nhưng mà phải cần thời gian. Tóm lại, Fed giảm lãi suất vào tháng 9 này sẽ không có hiệu ngay lập tức đâu các bạn. Có thể là trong thời gian ngắn hạn thị trường sẽ phấn khởi, nhưng mà sự thật đó, nếu như chúng ta thực sự muốn thấy cái sự ảnh hưởng của dòng tiền khi mà giảm lãi suất thì phải cần thời gian dài hơn. Và cái sự lo lắng bây giờ không phải là Fed có giảm lãi suất hay là không. Các bạn đã nhớ là trước đây cái sự lo lắng là Fed có tăng lãi suất hay không. Thì bây giờ cái sự lo lắng không phải là Fed có giảm lãi suất hay là không, mà cái sự lo lắng đó là Fed giảm lãi suất có quá trễ hay không. Lo lắng bây giờ là liên quan đến suy thoái tài chính. Thì một là chúng ta có hàng loạt những cái chỉ số kinh tế tốt, sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất thì mọi người sẽ lạc quan hơn các bạn. Còn hai là chúng ta tiếp tục tình trạng này đủ lâu, có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục nhận những cái thông tin xấu liên quan đến nền kinh tế nói chung đó, thì sau một thời gian mọi người cũng sẽ làm quen với những cái tin tức đó các bạn, và họ sẽ không có còn bán tháo nữa. Một ngày nào đó những người nào muốn bán họ cũng sẽ bán hết các bạn. Ngay bây giờ đó chỉ mới bắt đầu mà thôi, cho nên những cái tin tức xấu đó ra hàng ngày thì các bạn thấy được là cái số lượng người mà họ chưa có chắc là họ muốn bán hay là họ muốn giữ hiện bây giờ, thì những tin tức xấu này từ từ thấm vào họ các bạn, ngày này qua ngày nọ thì họ sẽ từ từ bán, nhưng mà tới một ngày nào đó họ cũng sẽ bán hết mà thôi. Và những người không quan tâm thì họ vẫn tiếp tục tích lũy. Tại vì các bạn cũng đã nghe Thuận chia sẻ nhiều rồi, suy thoái tài chính đương nhiên là không tốt rồi các bạn, nhất là những bạn nào mà bị thất nghiệp vì suy thoái tài chính. Nhưng mà nó cũng không phải là tận thế đâu, chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều những đợt suy thoái tài chính rồi, giống như là chúng ta nói tới năm 2008, năm 2000 và trước đó. Thị trường luôn có những cái đợt suy thoái tài chính. Tại vì các bạn thấy là chúng ta đi theo những chu kỳ, bất kỳ tài sản nào cũng có chu kỳ hết các bạn. Chúng ta nói tới bất động sản, chúng ta nói tới crypto, chúng ta nói tới chứng khoán, tất cả đều có chu kỳ hết, chỉ là chu kỳ ngắn hay là dài mà thôi. Đó là một phần của thị trường tài chính, và nếu có suy thoái thì nó cũng sẽ trôi qua mà thôi. Nhưng mà chúng ta tiếp tục đối đầu với những cái tin tức xấu này càng lâu đó thì mọi người sẽ ít phản ứng hơn. Giống như các bạn cũng đang nhớ, khi mà Fed tăng lãi suất đó thì mới đầu thị trường phản ứng rất là tệ các bạn. Mỗi một câu nói của quan chức nào của Fed mà liên quan tới tăng lãi suất thì thị trường lại phản ứng rất là tiêu cực. Nhưng mà sau một thời gian đó, thì thị trường lại làm quen các bạn và không quan tâm nữa. Cho dù là họ có hawkish bao nhiêu, thị trường cũng không có còn quan tâm nữa. Tại vì cái tâm lý của mọi người lúc đó đã nghiêng về là Fed sẽ tiếp tục hawkish, thì đó là chuyện họ cần làm. Còn chuyện chúng ta cần làm, chúng ta tiếp tục làm mà thôi. Và tình hình bây giờ cũng sẽ như vậy các bạn. Chừng nào thị trường mới làm quen với những cái tin tức xấu và không quan tâm nữa thì đó là câu hỏi tỷ đô các bạn. Nếu Thuận biết cũng không chia sẻ với các bạn đâu. Và nói giỡn thôi chứ một số bạn hỏi Thuận là Thuận đang làm gì, thì cho dù có hay là không có suy thoái tài chính, kế hoạch của Thuận thì vẫn tiếp tục là tích lũy hiện bây giờ các bạn. Tích lũy chứng khoán, tích lũy Bitcoin, đó không thay đổi cho dù là có suy thoái hay không có suy thoái. Nếu như có suy thoái đó, Thuận sẽ cố gắng làm việc cực lực hơn các bạn, cố gắng kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập để có thể tích lũy nhiều hơn trong thời điểm đó. Nhưng mà kế hoạch chung của Thuận đó thì Thuận không thể nào biết được có suy thoái hay là không, cũng như là mọi người mà thôi. Và Thuận sẽ chia sẻ thêm một chút xíu kinh nghiệm của Thuận về cái đợt suy thoái tài chính năm 2008. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì kế hoạch tích lũy của Thuận vẫn là như vậy. Nếu như mà có suy thoái thì Thuận lại càng sẽ sốt sắng hơn nữa. Có rất nhiều bạn hỏi Thuận về khủng hoảng năm 2008, lúc đó có nhiều người nói về suy thoái hay là không, hay là nó đến một cách bất ngờ. Để Thuận chia sẻ một chút kinh nghiệm với các bạn. Những bạn nào mà theo dõi kênh lâu năm thì cũng đã ít nhiều gì nghe Thuận chia sẻ những cái thông tin tương tự cũng vài lần rồi. Nhưng mà hôm nay Thuận muốn chia sẻ lại, tại vì Thuận biết cũng có nhiều bạn mới vừa theo dõi kênh thì Thuận cũng không thể nào biết được là có suy thoái hay không đâu các bạn. Và Thuận nghĩ là không ai có thể đoán trước được suy thoái tài chính nhiều lần một cách chính xác. Có thể là một ai đó có thể suy đoán được suy thoái tài chính năm 2008, nhưng mà các bạn cũng thấy là những người đó cũng suy đoán là có suy thoái tài chính năm 2015, 16, 17, 18 tới bây giờ thì họ vẫn suy đoán là sẽ có suy thoái tài chính. Thì các bạn thấy được là rất khó để mà biết được khi nào có suy thoái tài chính xảy ra. Và Thuận đã trải qua hai đợt suy thoái lớn rồi để Thuận chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn nho nhỏ dựa theo những gì mà Thuận đã chứng kiến, và các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho mình. Thì hai đợt suy thoái lớn Thuận đã trải qua, thứ nhất là bong bóng.com, nhưng mà lúc đó thực sự Thuận chỉ có mười mấy tuổi thôi các bạn, Thuận vẫn còn đi học cho nên cái đó không có tính. Lần thứ hai là bong bóng tín dụng năm 2008 các bạn, lúc đó Thuận đã ra trường rồi và làm việc cho công ty đầu tư ở Carpinteria, California các bạn, nghĩa là gần Santa Barbara. Thì về khủng hoảng năm 2008 Thuận nhớ rất là rõ luôn. Câu trả lời đó là rất ít người nói về suy thoái thời điểm đó. Có một số người nói về bong bóng bất động sản từ năm 2005, nhưng mà giá nhà vẫn tiếp tục tăng cho đến năm 2008. Sau một thời gian thì không ai quan tâm đến những gì họ nói nữa. Trong số đó có cả Michael Berry. Và đây là một trong những cái đặc điểm của suy thoái đối với Thuận. Các bạn thấy là nhìn lại quá khứ đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là tại sao mà người ta không nhận ra được cái vấn đề liên quan tới tín dụng và cho vay bất động sản năm 2008 cho đến khi mà quá muộn. Tại sao mà chúng ta không nhận ra được là có bong bóng.com năm 1997, 98, 99 để cho nó vỡ và ảnh hưởng rất lớn tới thị trường tài chính năm 2000. Thì chúng ta nhìn lại đó thì mọi thứ rất rõ ràng, nhưng mà khi các bạn ở trong cái thời điểm đó mọi thứ không rõ ràng đâu. Các bạn có bao giờ không tin một cái gì đó một thời gian dài đến nỗi các bạn trở thành tin cái đó hay không? Để Thuận giải thích để các bạn hiểu hơn. Giống như chúng ta nhìn lại năm 1990 mấy, chúng ta thấy được có nhiều cái công ty .com ra đời mà trên căn bản đó họ không thể nào mà kinh doanh có lời được. Hay là chúng ta nói tới là cái giá bất động sản nó tăng quá cao và cái chế độ cho vay lúc đó rất lỏng lẻo. Thì khi mà nhìn vào những cái thông tin đó, một người bình thường họ có thể nghĩ ra là có bong bóng đang hình thành, nhưng mà họ có thể nghĩ là bong bóng sẽ sắp vỡ năm 2004, năm 2005 nó cũng không có vỡ, năm 2006 cũng không có vỡ, năm 2007 nó cũng không có vỡ, mãi tới năm 2008 mới vỡ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó cái người đó họ nghĩ là có bong bóng bất động sản được hình thành, nhưng mà tại vì họ đã quá sớm và họ tiếp tục tin như điều đó cho đến khi họ không còn tin như điều đó nữa. Các bạn thấy được là sau một thời gian thì họ bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình, có phải mình đã đoán sai hay không, có phải đây đó là một cái kết cấu mới của thị trường và bất động sản không thể vỡ được. Và các bạn thấy được đó là lý do tại sao mà suy thoái tài chính nó thường rất là bất ngờ, cho dù nó rõ ràng đối với nhiều người đi nữa khi mà nhìn lại quá khứ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó các bạn thấy là khi mà bong bóng chưa có vỡ và không biết khi nào mới vỡ thì càng lâu sẽ khiến cho càng nhiều người nghi ngờ bong bóng, không còn nghi ngờ có bong bóng nữa, cho nên mọi thứ nó mới diễn ra một cách bất ngờ. Và trong đó có cả Michael Berry. Michael Berry đã short thị trường quá sớm các bạn và gồng lỗ trong nhiều năm trong khi mà không cho các nhà đầu tư rút tiền. Có nghĩa là khi mà cái quỹ đó đang lỗ những nhà đầu tư bắt đầu lo lắng tại vì đã short quá sớm các bạn. Năm 2006 thì giá nhà vẫn tiếp tục tăng, 2007 vẫn tiếp tục tăng, rồi tới mãi tới cuối năm 2008 thì mới bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà trong thời gian đó những nhà đầu tư đó bắt đầu lo lắng có thể là Michael Berry đã đoán sai rồi và họ muốn rút tiền, nhưng mà cái quỹ này lại không cho họ rút tiền các bạn. Và đây chính là lý do tại sao mà cái quỹ Scion Capital của Michael Berry đóng cửa vào năm 2008. Cho dù cuối cùng thì ông này đúng các bạn, cuối cùng bong bóng bất động sản đã vỡ và cái quỹ đó cũng đã kiếm được tiền. Nhưng mà những nhà đầu tư đó sau khi mà họ rút tiền họ đã hoàn toàn bất lòng tin với một người mà không cho họ rút tiền, cho nên cuối cùng cái quỹ này đã đóng cửa. Và bây giờ Michael Berry không có còn quản lý quỹ nữa các bạn, ông chỉ tự đầu tư với tiền cá nhân mà thôi. Thuận biết là có rất nhiều bạn thích cái bộ phim The Big Short, bản thân cũng thích các bạn, đó là bộ phim rất là hay, nhưng mà đó chỉ là phim mà thôi, nó không hoàn toàn đúng sự thật đâu. Thị trường có thể tồn tại trong tình trạng bất hợp lý lâu hơn thời gian bạn còn vốn. Và chúng ta trở lại với khủng hoảng năm 2008 đi, và rồi Lehman Brothers phá sản các bạn chỉ trong vòng một cuối tuần thôi. Khi mà CEO của Lehman Brothers gọi luật sư để làm giấy tờ phá sản đó, luật sư còn tưởng được gọi vì CEO dính vào một cái vụ bê bối tình dục gì đó trong công ty. Ai ngờ đâu gọi là để làm giấy tờ phá sản cho Lehman Brothers và phải hoàn thành trong vòng cuối tuần các bạn để thứ hai có thể nộp đơn phá sản. Đến ngày thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2008, mọi người mới thực sự hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các nhân viên của Lehman Brothers cũng không biết gì luôn các bạn, họ vẫn đi làm sáng hôm đó, và khi mà đến công ty đó họ mới biết là công ty đã phá sản rồi và họ phải dọn đồ về nhà các bạn. Và trước ngày hôm đó, ngay cả bản thân Thuận làm việc trong ngành tài chính cũng không biết về ngân hàng Lehman Brothers, chứ đừng nói đến là người bình thường. Lehman Brothers là một cái ngân hàng làm việc chủ yếu là với những ngân hàng khác, họ không có phục vụ khách hàng cá nhân, và không ai ngờ là Lehman Brothers sụp đổ có thể kéo theo thị trường tài chính toàn cầu luôn các bạn. Hiện bây giờ đó, nếu như mà các bạn theo dõi CNBC thì có thể thấy là trong 10 chuyên gia tài chính được mời lên thì có 5 người đã nói là sẽ có suy thoái tài chính rồi. Đây là cái sự khác biệt. Còn có hay không thì chúng ta phải chờ Fed giảm lãi suất rồi chờ thêm 6 tháng nữa mới thực sự biết được. Nhưng mà một điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 đi, để Thuận cho các bạn thấy tình hình lúc đó như thế nào. Đây là cái chỉ số chứng khoán lớn ở Hoa Kỳ mà rất nhiều người đầu tư vào. Chúng ta bây giờ trở về năm 2007 đi, để Thuận zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì các bạn sẽ thấy một điều, lúc đó đó chỉ số S&P 500 vào tháng 6 năm 2007 đã đạt cái mức là 1.526 điểm. Mà nhìn thấy được bây giờ đó đã là 5.503 điểm rồi, cho thấy là sau thời gian dài đó thì mọi thứ nó gần như không có phải là vấn đề gì chúng ta cần phải quan tâm. Nhưng mà ngay lúc đó đó, đây là cái vấn đề rất là lớn. Tại vì các bạn thấy là hồi tháng 6 năm 2007 đạt cái mức là 1.526 điểm, và sau đó giảm từ từ các bạn, và giảm tới vào tháng 12 năm 2008 đó, thì lúc đó giảm trở về chỉ còn có 797 điểm mà thôi các bạn. Giảm từ 1.526 điểm chỉ còn có 797 điểm, nghĩa là giảm khoảng chừng là phân nửa. Phân nửa các bạn, chỉ số S&P 500 giảm phân nửa trong khoảng thời gian chỉ có 1 năm rưỡi mà thôi. Nó kinh khủng như thế nào. Chúng ta đang nói tới là chỉ số chứng khoán lớn ở Hoa Kỳ trong thời điểm đó. Và các bạn cũng đang nhớ là cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái đó là nó bắt đầu nổi lên cực kỳ mạnh là vào tháng 8 năm 2008 các bạn. Rồi đến tháng 9 là Lehman Brothers phá sản, và các bạn thấy là tới khi nào chính phủ Hoa Kỳ mới công báo là có suy thoái tài chính, đó chính là vào tháng 12 năm 2008. Nó có cái sự trì hoãn rất là lâu các bạn, tại vì khi mà các bạn chờ hai chỉ số GDP 2 quý liên tục thì đã là nửa năm rồi các bạn. Nửa năm trôi qua rồi thì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ mới công bố là có suy thoái tài chính, và các bạn cũng có thể nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 lại bắt đầu hồi phục từ đó các bạn, và sau đó nó tiếp tục tăng lên và đạt đỉnh mới đó là vào thời điểm khoảng chừng là tháng 3 năm 2013 các bạn, và sau đó chúng ta tiếp tục tăng lên cho đến bây giờ. Và các bạn thấy được là sau khi mà có khủng hoảng năm 2008 đó thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã tiến vào cái mùa boring dài nhất trong lịch sử các bạn, kéo dài từ năm 2008 đó mãi cho đến năm 2022, một cái đợt boring cực kỳ dài luôn. Và bây giờ đó, thậm chí các bạn nhìn thấy được là cái đợt điều chỉnh vào tháng 9 năm 2021, điều chỉnh tới tháng 6 năm 2022 đó, cái đợt điều chỉnh đó nó còn sâu hơn cả cái đợt điều chỉnh của suy thoái tài chính năm 2008. Nếu như mà chúng ta tính theo cái số điểm, đương nhiên tính theo phần trăm đó, thì cái phần trăm nó sẽ cao hơn thời điểm đó. Nhưng mà sau một thời gian, các bạn thấy là xu hướng của chỉ số S&P 500 tăng và tăng và tăng. Và nhìn lại đó, nếu như Thuận không nói với các bạn là đã có suy thoái tài chính năm 2008 thì các bạn có thể khó nhận ra được khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình. Đây là cái gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn về tình hình của năm 2008 thông qua cái góc nhìn nho nhỏ của Thuận các bạn. Còn có suy thoái tài chính sắp sửa xảy ra hay không đó thì chúng ta như Thuận nói là phải chờ Fed giảm lãi suất rồi chờ thêm 6 tháng nữa xem coi tình hình như thế nào chúng ta mới biết được. Không ai có thể đoán chính xác suy thoái tài chính liên tục nhiều lần các bạn. Đây là một điều mà rất là khó luôn, tại vì có rất là nhiều yếu tố và mỗi lần đó thì nó mỗi khác một chút. Và chúng ta có nhìn thấy được là ngay bây giờ thì chỉ số S&P 500 như thế nào các bạn, trong thời gian từ năm tới bây giờ thì vẫn đang tăng 15.38%, một năm qua thì vẫn đang tăng 22.38%. Cho dù gần đây chúng ta thấy được là có cái sự điều chỉnh xuống, nhưng mà trên căn bản đó hiện bây giờ chúng ta vẫn đang gồng lời chỉ số S&P 500 từ đầu năm tới bây giờ và nhiều hơn nữa khi tính một năm qua. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một cái thông tin khác. Thì ngày hôm nay đó, cựu Tổng thống Trump đã có một cái cuộc phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế New York các bạn, và đã thảo luận về các kế hoạch kinh tế trong suốt 30 phút. Thật ra tổng cộng nó đã tới 1 tiếng 20 phút các bạn. Nhưng mà trong khoảng thời gian phần đầu tiên đó 30 tới 45 phút đó thì cũng không có nhiều tràng pháo tay đâu các bạn. Ngay cả lúc mà ông nói về giảm thuế và kế hoạch để mà tạo thêm năng lượng cho Hoa Kỳ để mà vận hành AI, nhưng mà chỉ khi mà ông đề cập đến việc biến Hoa Kỳ thành trung tâm crypto của thế giới thì mới có một cái tràng pháo tay nồng nhiệt các bạn. Thì ra khán giả đó ai cũng hoi đồ crypto. Để mình chia sẻ cái phần này rồi chúng sẽ nói tiếp các bạn. Cái clip này đã chỉ dài có 14 giây mà thôi. And instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin. And instead... Thì các khán giả họ đồ Bitcoin và crypto rất là nhiều. Nhưng mà có một phần khác đó, ông cũng đã chính thức thông báo là nếu như mà ông đắc cử đó, ông sẽ thành lập một quỹ ban hiệu quả chính phủ và đã mời Elon Musk làm người đứng đầu cơ quan này để mà kiểm toán các cơ quan khác của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo không có chi tiêu lãng phí của chính phủ. Và đương nhiên chỉ nếu như mà Elon Musk không quá bận, tại vì ông nói Elon Musk cũng rất là bận cho nên không biết là có nhận lời hay không. Elon Musk thì nói là Elon Musk sẵn sàng phục vụ. Và về phần thuế đó thì ông đưa ra đề xuất là tính thuế những công ty là 15% mà thôi. Cái này nó hoàn toàn khác với lại cái đề xuất của Phó Tổng thống Kamala Harris các bạn. Tại vì không phải là giảm thuế mà Phó Tổng thống Kamala Harris muốn tăng thuế các bạn. Đây là hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Một bên là cựu Tổng thống Trump muốn giảm thuế xuống 15% trên công ty, còn ở bên Kamala Harris thì muốn tăng lên 28%. Đây là hai cái tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên bên Kamala Harris thì lại muốn giảm thuế cho những cái công ty nhỏ, những thương nghiệp nhỏ. Và các bạn cũng đã thấy là ngày hôm nay đó thì tỷ phú Mark Cuban cũng đã lên trên đài CNBC, thật ra qua điện thoại thôi, nhưng mà cũng đã nói về khá nhiều. Thì Mark Cuban nói ông là một trong những người mà nói chuyện thường xuyên với lại cái đội ngũ của Kamala Harris. Chúng ta có hai cái video thì sẽ không có play cho các bạn, tại vì hai video này đó, nó cũng không có nói gì rõ ràng đâu. Nói chung đó, thì hai video này đó là một cái cuộc tranh luận các bạn, tranh luận giữa CNBC và Mark Cuban. Tại vì CNBC đó nói là những gì mà Mark Cuban nói về Phó Tổng thống Kamala Harris, tại vì Mark Cuban là một trong những người mà ủng hộ Kamala Harris, thì những gì mà Mark Cuban nói đó không có gì chứng thực hết. Mark Cuban nói là đừng có lo, Phó Tổng thống Kamala Harris đã hứa là sẽ không có tăng thuế nhiều cho những người dân bình thường, hay là sẽ không có đánh thuế liên quan tới khi các bạn đầu tư có lời mà chưa bán, unrealized capital gain mà chúng ta đã nói tới nhiều lần trên kênh này. Nhưng mà bên đài CNBC đó thì nói ok, Mark Cuban nói như vậy, nhưng mà không phải nói là Mark Cuban nói dối các bạn, nhưng mà nói là Mark Cuban chỉ nghe những thông tin này từ những cố vấn của Kamala Harris mà thôi, chứ không phải đến từ Kamala Harris. Thì nếu như mà Kamala Harris thực sự nghĩ như vậy thì tại sao bà không đứng lên để mà giải thích rõ ràng cái chế độ thuế của bà như thế nào, mà cứ để cho mọi người tự suy đoán các bạn. Tại vì tuy là Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã đưa ra cái chính sách kinh tế của mình, nhưng mà bà đó thì sau khi chia sẻ chính sách kinh tế thì lại không có chấp nhận nhiều phỏng vấn. Trên căn bản đó các bạn thấy là rất là ít thấy Phó Tổng thống Kamala Harris chấp nhận phỏng vấn trực tiếp hay là lên những đài truyền hình để mà nhận những câu hỏi, thì làm sao người ta biết được bà đang nghĩ gì. Cho nên những gì Mark Cuban nói thì nói chung CNBC cũng không có tin các bạn, phải nghe trực tiếp từ Phó Tổng thống Kamala Harris, nhưng mà bà lại không có chấp nhận phỏng vấn nhiều hiện bây giờ và không có chấp nhận câu hỏi trực tiếp, thì làm sao chúng ta có thể biết được. Và nếu như không giải thích bây giờ thì còn đợi chừng nào nữa? Chúng ta không còn tới 3 tháng nữa là tới bầu cử của năm nay rồi, thì không bây giờ thì chừng nào nữa? Đó là những gì mà được chia sẻ các bạn trên đài CNBC. Và ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cựu Tổng thống Donald Trump thì vẫn đang dẫn đầu dựa theo Poll Market 53% so với lại Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ có 46% mà thôi. Cái phần trăm này đã thay đổi sau khi mà Phó Tổng thống Kamala Harris công bố kế hoạch chính sách kinh tế. Các bạn đã nhớ là trước đó thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cái phần trăm cao hơn cựu Tổng thống Trump, nhưng mà sau khi bà công bố chính sách kinh tế mà chúng ta đã nói tới trong vòng 2 tuần qua đó, thì cái chỉ số này nó đã đảo ngược lại các bạn, cho thấy là có rất là nhiều người họ không có đồng tình với chính sách kinh tế của bà. Nhưng mà đương nhiên đây là một trang web cá cược mà thôi, nó không có phải là một cái gì đó chính xác 100% các bạn. Nó chỉ phản ánh được những người mà tham gia cá cược họ nghĩ cơ hội thắng qua nhiều hơn mà thôi. Và chúng ta đang bước qua một cái thời đại mới các bạn. Chúng ta cũng đã thấy là mấy năm qua đó thì Bitcoin và crypto đã là một cái phần của thị trường tài chính nói chung rồi. Ngày lại càng đi sâu hơn các bạn. Cái này quá rõ ràng. Nhưng mà càng ngày đó chúng ta lại càng thấy Bitcoin và crypto là một cái đề tài mà cũng rất được quan tâm đến trong chính trị. Thì một trong những lý do đó là trong 7 năm qua các công ty crypto tại Hoa Kỳ đã chi tổng cộng là khoảng 132 triệu cho việc vận động hành lang. Năm 2017 đó thì tổng chi tiêu là chỉ có 2.700.000 đô la mà thôi các bạn. Nhưng mà đến năm ngoái đó con số này đã tăng lên hơn 40 triệu trong vòng chỉ một năm thôi. Và năm nay năm bầu cử đó thì con số này còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta chưa kết thúc nguyên năm cho nên không có thống kê. Coinbase dẫn đầu với khoảng chừng là 2,86 triệu đô la quyên góp trong năm 2023. Chúng ta có công ty Block, đây là công ty của Jack Dorsey, là công ty Square, thì họ đã chi 1,7 triệu trong năm 2023. Tether chi 1,2 triệu, Ripple Labs chi 940.000 đô la. Và Uniswap chi 280.000 đô la trong năm 2023 các bạn. Và chúng ta thấy được là cái số lượng tiền chi đã tăng rất là nhiều kể từ năm 2020. Và những công ty crypto đó ngày càng bành trướng hơn thì họ sẽ quyên góp càng nhiều hơn các bạn. Cho nên càng ngày chúng ta nhìn thấy là chúng ta càng có thêm nhiều người bạn trong chính trị. Nhưng mà có bạn bằng quyền lực đó thì rất là tốn kém như các bạn thấy. Và chúng ta cũng có thể nghĩ đến Bitcoin như là một cái gì đó nó ảo hay là một cái gì đó nó chỉ mới có một cái lịch sử 15 năm mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn riêng vào vốn hóa tiền tệ đó thì các bạn thấy Bitcoin xếp hạng thứ 6 các bạn. Cái vốn hóa của Bitcoin bây giờ đó cao hơn cả cái vốn hóa tiền của những quốc gia như là ở Vương quốc Anh, Bạc, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Úc, Nga và cả Hồng Kông. Các bạn thấy được là chỉ đứng sau lưng Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực châu Âu, ở Hoa Kỳ. Và đương nhiên cái đơn vị tiền tệ mà vốn hóa lớn nhất bây giờ đó chính là vàng hiện tại. Thì các bạn thấy khi mà nhìn như vậy đó, Bitcoin trên căn bản cũng đã có chỗ đứng trong thị trường tiền tệ rồi các bạn, khi mà nói tới vốn hóa. Và chúng ta cũng có một số thông tin khác nó cũng thú vị liên quan đến crypto tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy được là vào tháng 7 thì Riot, đây là công ty đào Bitcoin, họ đã đào được là 370 BTC, nghĩa là trung bình họ đào được khoảng chừng là gần 12 Bitcoin mỗi ngày. Hiện bây giờ đó họ đã lưu trữ hơn 10.000 Bitcoin các bạn, nghĩa là khoảng 560 triệu đô la. Và Riot đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ của mình thêm 3% vào tháng 7. Các bạn cũng đã thấy những công ty đào đó họ chỉ bán khi mà họ cần bán mà thôi, chứ nếu không họ cũng hiểu được lưu trữ Bitcoin càng lâu càng tốt cho công ty các bạn. Và đương nhiên những công ty bình thường họ mua Bitcoin để mà lưu trữ trong ngân sách thì không có lý do gì, nhưng công ty đào họ lại không giữ được một phần như là tài sản công ty. Và chúng ta cũng thấy là Nhật Bản nó cũng đã đề xuất giảm thuế cho lợi nhuận từ crypto từ cái mức cao nhất là 55% xuống còn 20% vào năm 2025. Chi tiết hơn đó là các bạn có thể thấy được là cái mức thuế của Nhật Bản đó thì nó dao động từ 15 tới 55% khi bạn đầu tư vào crypto có lời. Thì các bạn thấy đây là cái mức thuế nó khác với lại khi các bạn đầu tư cổ phiếu có lợi Nhật Bản. Cái mức thuế đó là khoảng 20% ở cái mức cao nhất. Còn về những cái tập đoàn, những công ty mà họ đầu tư có lời đó thì mức thuế lên tới là 30%. Nhưng mà bây giờ đã họ muốn giảm xuống 20%, nghĩa là tính cái mức thuế tương tự như là đầu tư vào chứng khoán mà thôi, thì cảm thấy cũng hợp lý. Thì tại sao thì cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản muốn điều chỉnh crypto như là tài sản tài chính truyền thống để mà thu hút đầu tư. Hiện tại đó lợi nhuận từ crypto bị đánh thuế cao hơn so với lại giao dịch cổ phiếu. Hiệp hội Blockchain Nhật Bản cũng đã kêu gọi giảm thuế xuống 20% và cho phép khấu trừ lỗ trong 3 năm. Các đề xuất này đang chờ Quốc hội Nhật Bản phê duyệt để có hiệu lực. Thì cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là ngoại trừ thông tin này, có một điều khác các bạn cũng phải nghĩ đến là chúng ta cũng thấy là những ngân hàng họ chống đối với crypto bao nhiêu năm qua các bạn. Không những là ngân hàng mà những công ty tài chính như là Mastercard, Visa. Bây giờ để chúng ta nghe rất nhiều thông tin về Mastercard, Visa, họ ca ngợi crypto blockchain thế nào. Nhưng mà đó không phải là những gì họ nói cách đây vài năm đâu. Cách đây vài năm đó, năm 2018, 19, 20 các bạn thấy là họ chống đối thị trường này cực kỳ mạnh luôn. Có thể nói là có rất là nhiều những cái bài viết, rất là nhiều những cái CEO những công ty này đó họ nói xấu về thị trường này. Nhưng mà bây giờ đó các bạn thấy họ đã chuyển qua ủng hộ rồi, tại vì tới cuối cùng họ hiểu cho dù họ chống đối hay không chống đối đó, Bitcoin và crypto nói chung vẫn sẽ tiếp tục tiến tới các bạn, và họ cũng không thể nào cấm Bitcoin được. Cái xu hướng chấp nhận nó ngày càng rõ ràng hơn, và nếu như họ không thể tiêu diệt thì họ sẽ muốn là một phần của cái hệ thống đó. Cho nên các bạn mới thấy là bây giờ đó, những ngân hàng, những công ty họ xoay qua để mà ủng hộ. Nhưng mà ngược lại, ở trong thị trường crypto đó chúng ta cũng có rất là nhiều người với cái tư tưởng là cải cách thị trường tài chính. Nhưng mà đến cuối cùng thì các bạn thấy là họ cũng hiểu được đây là cách vận hành của thị trường tài chính hiện bây giờ. Nó đã có từ rất rất lâu rồi, trước khi mà chúng ta sinh ra, và nó sẽ tiếp tục sau khi mà chúng ta nằm xuống. Nếu như vậy đó thì các bạn thấy những công ty crypto họ cũng muốn tham gia vào thị trường tài chính các bạn. Cho nên chúng ta mới có những công ty crypto họ ra sức vận động hành lang, thay đổi luật và liên kết với những công ty tài chính. Trên căn bản đó, nhiều người nói là chúng ta từ từ trở thành một phần của thị trường tài chính, thì nó cũng không hẳn đâu các bạn. Nó giống như thị trường tài chính ở đây, thị trường tài chính cũng muốn là một phần của thị trường crypto, tại vì đây là một thị trường mà đang nổi lên và có thể kiếm được tiền các bạn. Và ngược lại thì crypto đó cũng muốn có sự chấp nhận rộng rãi hơn, thì họ cũng sẽ tiến tới. Và chúng ta đang nằm ở cái phần ngay chính giữa các bạn, cái sự hòa hợp giữa thị trường tài chính truyền thống và crypto hiện bây giờ. Đó là những định thuận. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể comment ở bên dưới. Và chúng ta cũng thấy là có một cái thông tin liên quan tới El Salvador. Cái này là thông tin đến từ Financial Action Task Force ở Latin America. Hiểu đơn giản đây là cái lực lượng tài chính đặc biệt ở Mỹ Latin các bạn. Thì họ nói là từ khi mà El Salvador chấp nhận Bitcoin thì cũng không có cái gì đặc biệt xảy ra ở El Salvador. Chúng ta cũng đã nói tới cái bài viết và cái video liên quan tới cách nhìn của một số người về những người mà đầu tư crypto các bạn, dựa theo cái dữ liệu nghiên cứu đến từ trường đại học của Toronto và trường đại học của Miami. Thì nói là những người đầu tư crypto đó thì có triệu chứng ái kỷ, rồi chúng ta biến thái vân vân. Thì một phần đó đó tôi nghĩ là nó đến từ cái xuất phát của thị trường này. Trong vòng 30 năm qua và ngay cả bây giờ chúng ta vẫn đang bị tấn công, đang bị đàn áp bởi một nơi nào đó, bởi một đơn vị nào đó, như là chúng ta nói tới SEC hay là El Salvador với những cái đơn vị tiền tệ quốc tế. Thì chúng ta thấy đây là cái thị trường duy nhất về tài chính mà bị đàn áp thường xuyên các bạn. Không có một cái thị trường tài chính nào mà bị đàn áp liên tục như vậy trong vòng mười mấy năm qua. Các bạn có nghĩ đến những thị trường như là chứng khoán, hay là chúng ta nói tới bất động sản, hay là vàng đó, thì đâu có ai mà viết bài viết xấu về thị trường đó hàng ngày đâu các bạn, hay là ra sức để mà đàn áp đâu. Nhưng mà crypto đó thì đó là sự thật các bạn. Và thậm chí bây giờ đó thì những cái công ty công nghệ như là Google, Apple thì họ cũng đã thả lỏng hơn, chứ còn cách đây vài năm đó họ cũng rất là siết chặt các bạn. Và họ không thích thị trường crypto này, họ không có thích những cái video liên quan đến crypto xuất hiện ở trên YouTube vân vân. Thì bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng mà các bạn thấy đó cũng là kết quả của cuộc đấu tranh. Và chúng ta thấy đây là lý do tại sao mà những người đầu tư trong thị trường này đó họ thường có những cái sức đấu tranh mạnh mẽ hơn những thị trường khác. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến tại sao mà cái bài nghiên cứu là cho thấy chúng ta thường hay có cái quan điểm xu hướng đang tối hơn các bạn. Rất là khó để chúng ta có một cái cách nhìn trong sáng về thị trường tài chính khi các bạn hiểu rõ bản chất của nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta trở lại với lại cái nhận định này đến từ cái đơn vị tài chính ở Mỹ Latin, thì họ nói là không có một cái gì tốt đẹp xảy ra ở El Salvador, tại vì họ chấp nhận Bitcoin hết. Thì đương nhiên đây là bài viết mà họ không có thích Bitcoin các bạn, nhưng mà các bạn có thể nhìn sự thật rồi tự đâu để cho bản thân của mình. Các bạn có thể thấy được là sau khi mà có đại dịch đó, thì đương nhiên El Salvador cũng như nhiều quốc gia đã có cái số lượng tiền thu từ du lịch ít hơn các bạn. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là sau khi mà chấp nhận Bitcoin đó, thì càng ngày càng có nhiều người đến El Salvador du lịch hơn, và đã cao hơn cả lúc mà trước khi có đại dịch. Và các bạn có biết El Salvador là quốc gia gì trước khi mà họ công bố là chấp nhận Bitcoin hay không? Các bạn có thấy được là cái độ PR nó lớn cỡ nào. El Salvador trở thành một quốc gia mà nhiều người biết đến tại vì họ chấp nhận Bitcoin các bạn. Và đương nhiên điều này cũng đi chung với lại họ có thể kiếm được tiền từ du lịch, chứ đừng nói đến là cái số lượng Bitcoin họ đầu tư bây giờ đang có lời. Cái đó là một phần nhỏ mà thôi. Các bạn thấy được là ở El Salvador ngày lại càng có nhiều công ty crypto hơn đến đó, tại vì cái luật ở đó nó rất là thân thiện với crypto các bạn. Và đương nhiên có công ty thì sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người dân các bạn. Đó là những cái mà người ta không nói đến các bạn. Họ chỉ chăm nói vào Bitcoin được sử dụng nhiều hay không ở Salvador, hay là Bitcoin đầu tư có lời hay lỗ, nhưng mà họ lại không nói đến những cái yếu tố khác. Và các bạn cũng nên nhớ là ngay cả Morgan Stanley các bạn, họ đã nói là họ đã bỏ qua đầu tư vào trái phiếu của El Salvador. Trái phiếu El Salvador đó rất là hấp dẫn và đã bán hết liên tục các bạn, tại vì người ta có lòng tin vào chiến lược đào Bitcoin bằng núi lửa của El Salvador, cũng như là thành lập thành phố Bitcoin. Và không riêng El Salvador các bạn, chúng ta cũng có lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, đó chính là María Corina Machado, gọi Bitcoin là phao cứu sinh cho người dân Venezuela. Một cách để vượt qua tỷ giá đối hóa do chính phủ kiểm soát, bà đã đề xuất đưa Bitcoin vào dự trữ quốc gia trong tương lai của Venezuela các bạn. Và Machado nhấn mạnh là dưới thời của Chavez và Maduro, đồng Bolivar của Venezuela đã mất 14 con số 0 với lạm phát tăng vọt lên 1,7 triệu phần trăm các bạn trong một năm. Rất là kinh khủng luôn. Vào năm 2018 có nghĩa là mỗi 4 ngày thì giá thay đổi một lần các bạn. Nó rất là kinh khủng. Thì đối với một người bình thường, các bạn có thể dễ dàng tiếp cận được với lại đồng đô la, các bạn có thể dễ dàng tiếp cận được với lại hệ thống ngân hàng, các bạn không có bị lạm phát một cách kinh khủng trong quốc gia các bạn đang ở, thì các bạn sẽ cảm thấy được Bitcoin chỉ là một công cụ đầu tư hay đầu cơ, cũng chẳng có giá trị gì, cũng chẳng ai trên thế giới này thực sự cần. Thì đó là cái quan điểm của một người mà họ không có thực sự cần Bitcoin các bạn. Thì cái đó là đúng, nếu họ không cần, họ nói họ không cần. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy. Cả thế giới này nó có rất là nhiều quốc gia và không phải quốc gia nào cũng giống nhau các bạn. Siêu lạm phát không phải là một cái gì đó chúng ta học trong sách vở, mà nó là cái sự việc đã diễn ra trong vòng mấy năm qua các bạn. Chúng ta nói tới Turkey, chúng ta nói tới Venezuela, chúng ta nói tới Argentina. Thì có thể nhiều bạn nói là tại sao họ lại không giữ những đồng như đồng đô la hay là euro đi, tại sao lại phải giữ Bitcoin? Thì các bạn sống trong quốc gia này có thể các bạn sẽ dễ dàng nhận được là các bạn không dễ dàng có thể mua được ngoại hối. Bitcoin là cái phao cứu sinh như được nói đến bởi Maria Machado. Nói tới những cái công ty tài chính họ càng ngày càng là một phần của thị trường này, thì các bạn thấy được Mastercard đã ra mắt cái thẻ debit crypto được tính bằng đồng euro. Người dùng có thể thanh toán bằng thẻ này ở bất kỳ đâu và đặc biệt là vẫn giữ quyền sở hữu của cá nhân. Và Mastercard đã hợp tác với lại một công ty có tên là Mercurial. Thì có thể các bạn sẽ cảm thấy thắc mắc làm sao có thể sử dụng bằng thẻ này để mà thanh toán giống như một cái thẻ ngân hàng, mà khi các bạn thanh toán họ sẽ trừ crypto nhưng mà vẫn giữ cái khóa cá nhân các bạn, tại vì thường các bạn phải gửi tới cái ví của họ rồi các bạn mới có thể cái xài cái thẻ debit card được. Nhưng mà Mercurial sử dụng một cái gọi là account abstraction các bạn, cho phép bạn cấp quyền cho một hợp đồng thông minh khác rút tiền từ ví và đặt giới hạn chi tiêu cho nó. Phương pháp này được sử dụng bởi những công ty như là YX hoặc là Genesis Pay. Thì để hiểu rõ hơn đó, các bạn đã biết Thuận là một người đầu tư, không phải là một người chuyên về công nghệ. Nhưng mà về mặt công nghệ đó, Thuận chỉ cần hiểu đại khái thôi các bạn. Thì cái cách hiểu đơn giản nhất của Thuận về account abstraction á, các bạn cứ nghĩ đến giống như chúng ta nói tới Ethereum đi. Thì ngay bây giờ Ethereum đó, các bạn sẽ có Ethereum trong ví cá nhân của các bạn. Đó là cây Ether các bạn tự giữ khóa cá nhân. Và khi mà các bạn muốn sử dụng đồng thông minh thì thường các bạn sử dụng thông qua giống như một cái DEX đi, giống như Uniswap. Thì các bạn sẽ phải trả cái phí gas và các bạn cần phải xác nhận trước khi mà các bạn sử dụng hợp đồng thông minh đó ở trên cái ví của các bạn. Thì đây là hai phần khác nhau các bạn. Có thể nghĩ là cái ví lưu trữ Ether mà bạn giữ khóa cá nhân là một phần, smart contract hợp đồng thông minh là một phần khác. Nó hai cái khác nhau các bạn. Và khi bạn muốn sử dụng hợp đồng thông minh thì các bạn sẽ phải xác nhận bằng ví của các bạn và trả cái phí gas. Thì hiểu cơ bản khi mà chúng ta có account abstraction thì hai cái này nó sẽ hợp lại thành một. Có nghĩa là cái hợp đồng thông minh nó không phải là nằm riêng mà nó nằm ở trong cái ví luôn. Và mỗi ví có thể có một cái hợp đồng thông minh khác nhau. Hãy tưởng tượng như thế này các bạn. Tài khoản Ethereum của bạn cũng giống như là một cái chiếc xe truyền thống. Khi mà bình thường nó không có account abstraction thì bạn có một chiếc xe cơ bản, tài khoản người dùng sở hữu. Để mà lái xe đây thì bạn luôn cần một cái chìa khóa, nghĩa là khóa cá nhân. Và bạn là người duy nhất có thể khởi động cái chiếc xe đó và trả tiền cho nhiên liệu, nghĩa là các bạn đổ xăng hay là trả bằng phí Ethereum trong cái ví dụ này. Nếu như mà bạn mất chìa khóa thì cái xe đó sẽ bị khóa mãi mãi. Ngoài ra, nếu như mà bạn muốn có thêm cái tính năng như là khởi động từ xa hay là thanh toán nhiên liệu tự động thì bạn phải cài đặt một cái hệ thống riêng biệt. Giống như chúng ta nói tới là các bạn cần phải có một cái hợp đồng thông minh riêng biệt để mà kích hoạt cái đó. Nó rất là phức tạp để quản lý. Nhưng mà với account abstraction, các bạn hãy tưởng tượng chiếc xe của bạn là một chiếc xe thông minh. Nó đi kèm với những tính năng tích hợp như là thanh toán tự động, giới hạn quãng đường hàng ngày và thậm chí là một hệ thống dự phòng nơi mà những người bạn đáng tin cậy có thể giúp bạn khởi động cái xe nếu như mà bạn mất chìa khóa. Bạn cũng có thể thanh toán nhiên liệu bằng bất kỳ loại tiền tệ nào, không chỉ là Ethereum, tại các bạn có thể có những cái hợp đồng chuyển đổi bất cứ đồng nào thành Ether để mà trả trực tiếp mà không cần phải lưu trữ Ethereum. Chiếc xe vẫn là của bạn nhưng mà nó thông minh hơn, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Tóm lại đó, account abstraction biến chiếc xe cơ bản của bạn thành một cái phương tiện thông minh và tùy chỉnh, giúp việc lái xe, như là tương tác với Ethereum trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Cái hợp đồng thông minh đó nó nằm trong ví các bạn luôn, chứ không phải để nó nằm bên ngoài như là hiện bây giờ. Và nó cho phép những cái mà bây giờ không cho phép được, giống như là nó cho phép một ai đó trả phí gas giùm các bạn. Và đương nhiên đây là một cái cửa mở ra để cho những người mà họ làm những ứng dụng phi tập trung các bạn. Tại vì hiện bây giờ đó, ứng dụng phi tập trung thì các bạn muốn sử dụng các bạn phải tự trả phí gas. Nhưng mà có account abstraction thì cái người mà phát hành ứng dụng phi tập trung đó, họ có thể lựa chọn là trả phí gas cho người dùng. Nó sẽ tạo ra một cái trải nghiệm tốt hơn, suôn sẻ hơn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin và Ether ETF các bạn. Tình hình như thế nào thì không được tốt. Chúng ta đang chứng kiến cái chuỗi ngày liên tục có dòng tiền âm các bạn. Tổng cộng là chúng ta có 6 ngày, hôm nay là ngày thứ 7, khả năng cao sẽ có dòng tiền âm. Tại vì chúng ta tiếp tục thấy cái lực bán. Hôm nay đó, lực bán mạnh nhất không phải là đến từ Grayscale các bạn. Cũng có bán là 23.2 triệu đô la. Nhưng mà cái lực bán lớn nhất là đến từ Fidelity 149.5 triệu. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là Ethereum đó thì hoàn toàn im lặng cũng như là mỗi ngày. Thậm chí ngày hôm nay đây chúng ta có cái quỹ Grayscale là họ bán 7 triệu 4, nhưng mà cái quỹ Grayscale Ether Mini lại mua trở lại 7.2 triệu. Thì nói chung là chúng ta đang huề hiện bây giờ. Khi mà nói tới Ether ETF, một lần nữa vẫn là dấu hiệu cho thấy một số nhà đầu tư FOMO họ chốt lời. Bitcoin ETF nó không phải là dấu hiệu hoảng loạn các bạn. Trước khi mà có Ethereum đó, thì có thể nghĩ wow, những nhà đầu tư FOMO họ hoảng loạn họ bán. Nhưng mà khi mà có Ether ETF rồi chúng ta có một cái gì đó để so sánh các bạn. Tại vì nếu như mà hoảng loạn thì họ cũng sẽ bán luôn Ether ETF, nhưng mà họ vẫn chưa. Khả năng tại vì họ chỉ mới đầu tư Ether ETF và không có lời. Thì nếu như mà họ bán Bitcoin Spot ETF nghĩa là họ đang chốt lời hiện tại. Và cũng có khả năng những người này là những người mà họ cũng đang bán những cái chỉ số như là Nasdaq hiện bây giờ. Tại vì họ lo lắng về suy thoái tài chính cho nên họ muốn chốt lời ngay bây giờ. Cũng có thể các bạn. Đó là tình hình của ETF. Còn về phần trăm có lời thì như thế nào đó thì chúng ta thấy được dựa theo Glassnode. Thuận Du refresh lại thì các bạn thấy khi mà giá ở mức thấp như vậy đó thì chúng ta thấy cái phần trăm này ngày càng giảm xuống. Hiện bây giờ mức là 56.100 đô kết thúc ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy ở cái phần trăm là 71.63% các bạn. Chúng ta cũng đã có khoảng cách khá là tốt giữa bây giờ đến lúc mà chúng ta đi vào cái vùng màu đỏ là hơn 95%. Chỉ số này đã thực sự nguội lại rồi. Và chúng ta còn vài thông tin nữa Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thông tin liên quan tới Ripple. Thì họ nói là cái stablecoin của họ, Ripple Stablecoin RLUSD, có thể được phát hành chỉ trong vòng vài tuần tới đây mà thôi. Và đồng stablecoin này sẽ được đảm bảo hoàn toàn bởi đồng đô la, được thử nghiệm với các đối tác doanh nghiệp và sẽ hoạt động trên blockchain XRP và cả Ethereum các bạn. Và chúng ta cũng đã biết là tháng này thì có một cái sự kiện đó chính là CZ sẽ được ra tù các bạn. Và cái ngày mà ra tù bây giờ đó là ngày 29 tháng 9 cuối tháng này, cuối tháng 9 các bạn. Thì khi mà ra tù rồi đó thì CZ sẽ tiếp tục làm chuyện của CZ. Hiện bây giờ đó CZ đã không thể tiếp tục làm CEO hay là điều hành Binance rồi các bạn. Đây là một trong những thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp và Binance. CZ đóng phạt và CZ vào tù 4 tháng rồi sau đó được thả ra và có thể làm những gì mà CZ muốn, chỉ là không thể vận hành Binance. Nói tới sàn đó chúng ta cũng có Market Palace các bạn. Không biết tại sao mà Market Palace lại muốn tạo ra một cái sàn mới có tên là Ellipse Act tại Ba Lan. Và đây là cụ CEO của sàn Malgox. Tôi không biết là sẽ có bao nhiêu người sẽ ủng hộ và sử dụng Ellipse Act các bạn. Tại vì lịch sử của Malgox như bạn cũng đã biết rồi. Và chúng ta có một thông tin cũng không có gì đáng quan tâm đâu các bạn. Nói chung đó thì trước đây khi các bạn đầu tư vào crypto thông qua ứng dụng Robinhood ở Hoa Kỳ thì các bạn không rút ra được. Nghĩa là các bạn đầu tư, các bạn muốn chốt lời thì các bạn chỉ có thể bán rồi sau đó các bạn rút tiền mặt mà thôi, chứ không thể rút crypto và ví cá nhân được. Thì đã có một số nhà đầu tư họ kiện Robinhood và cuối cùng Robinhood đã chấp nhận bồi thường 3.9 triệu đô la. Không phải là con số nhiều đối với Robinhood các bạn. Và cái này nó cũng không có liên quan gì lớn về crypto đâu. Bây giờ Robinhood đã cho phép rút crypto vào ví cá nhân rồi. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link trên bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alineax và một số những video khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.